ghé lại chỗ này nè cả nhà. Ba Tracy đi tới đây rồi nha cả nhà. Bây giờ ba của Sino bắt đầu chinh phục cái tòa tháp nước này nha cả nhà. Bây giờ mình đi vòng qua đây có cái công viên. Ở bên này cũng có một vòi nước phun nữa. Ba của Tracy đang quay phim hay chụp hình gì nè. Cái hồ này thì tên gọi của nó nè cả nhà. Kiếm gặp hai trẻ con đây rồi. Hello Snow, Daddy, hello Daddy. Kiếm mà mì hả con? Nè, nè con, nè, 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 ít đi. Giỏi quá, ít. Đông cho nó ỉa để đi tản lạng nó kiếm mì không được. Ai?
Nào cho hai cháu dậu coi đi nè. Dạo một vòng ở trong đó xong ra đó cả nhà, đông lên rồi nè cả nhà. Toàn khu nãy giờ mình đi á cả nhà là nó có di tích lịch sử á nha cả nhà. Cái này là thời năm 1800 luôn á cả nhà. Xong rồi người ta quy hoạch lại rồi, cái nào ta giữ được thì ta giữ. Đường đi vắng lặng luôn, không có xe cộ gì hết trơn. Ở đầu bên này nè, ở đầu bên này nè cả nhà. Mami, mami. Đậu xe bên này rồi đi bộ qua bên kia đó cả nhà. Con đường mà lót gạch vậy nè cả nhà. Là những cái khu đó là những cái khu nó lịch sử lắm cả nhà, nó lâu đời á. Hồi xưa mấy con đường á là ta lót gạch vậy nè. Dạ rồi, bây giờ mình lên xe mình đi tới địa điểm khác nha cả nhà, không biết đi ăn hay đi đâu đây. Xin nêu lên con. Cái gimbal chưa xài được cho nên Tracy quay phim hơi rung á cả nhà. Cái gimbal phải cài cái app vô nữa, mà cài app thì phải có cái wifi, cái internet, mà cái máy quay phim của Tracy chưa có internet được.